Thời gian qua cô đã bị Súc Chi quan lừa rồi Vì cậu ta chính là thủ phạm đã giết chồng của cô Bà nói dối Tôi không tin lời bà đâu Bà chỉ toàn dựng chuyện mà thôi Vậy sao cô không trực tiếp đi hỏi cậu ta đi Coi lời tôi nói có đúng hay không Gặp cha thân hy rồi hả Sao rồi Bà ta có thừa nhận hay không vậy Trung Quang à. Chị ơi. Em phải xác minh một số chuyện. Em kể chị sao nha. Liên hệ được với bác sĩ Kim chưa? Dạ, ông ấy đồng ý hợp tác với chúng ta, chỉ cần bà giữ bí mật về con trai của ông ấy thôi. Con người dù có cứng đầu tới đâu đi nữa thì buộc phải đồng ý chịu thua khi bị lộ điểm yếu mà thôi. <laughs> là bác sĩ Kim. Ông ta đã tới chỗ cô Súc Chi Quan rồi, thật sao? <laughs> Vậy là sắp có phim hay để coi rồi. <laughs> à bác sĩ à, không phải chúng ta hẹn ngày mai hay sao? Tôi thấy lịch của tôi ghi là hôm nay mà. Vậy à? Chắc có nhầm lẫn gì ở đây rồi nếu hôm nay cậu có thời gian thì chuyển sang hôm nay có được không tôi xin lỗi bởi vì ngày mai tôi đã kính lịch rồi hôm nay sao được thôi nếu trong vòng một tiếng thì tôi rảnh đó bên này được cảm ơn ông ngồi đi được rồi Cậu có còn bị ám ảnh về vụ tai nạn năm xưa không? Dạ. Tôi nghĩ tôi đã tưởng tượng ra chuyện có người ở đó. Có lẽ là do tôi ám ảnh quá. Đi dân Quân Bị mất mạng là tại tôi. Tôi chỉ dựng chuyện lên. Với những người thân của anh ta thôi. Ừ. cậu có nói cho họ biết cậu là người đã gây ra tai nạn không nếu cậu thật sự cảm thấy hối lỗi thì không phải nên nói ra sự thật sao Trước giờ tôi luôn nói sự thật với vợ của anh ta. Dung <laughs> Trung Quân, người giết chồng cô, không phải là tôi đâu. người gây ra tai nạn thật sự không phải là tôi mà <laughs> dạ đúng như lời bác sĩ đã nói tôi luôn tự dựng áo giác cho mình chính vì tôi cảm thấy bản thân tội lỗi cho nên mới tự dựng lên ảo giác và đổ lỗi cho người khác tôi nghĩ lần này tôi đành phải chấp nhận sự thật rằng tôi đã giết chết ly Giang ngôn súc chi quan tôi chỉ là dùng chiến lược của cậu để tấn công lại cậu thôi rồi cậu sẽ hiểu được cảm giác đó <laughs> đây là buổi trị liệu cuối cùng hay sao à vì cuối cùng cậu đã đối mặt được với vụ tai nạn nên không còn cần tôi giúp đỡ nữa tôi hiểu rồi nếu đó là chẩn đoán của bác sĩ thì uh, tôi tin là nói đúng. Thành thật, uh, cảm ơn ông. Cậu cũng vậy. Hãy cố gắng vượt qua. Giám đốc ơi! À, 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 chào, xin chào. À, không phải mai khám hả? Mới xong rồi. Ủa mà sao anh không qua phụ gia đình Trung Quân dọn nhà cho lẹ chút đi? À, đúng rồi, đúng rồi. Gia đình có ấy gặp chuyện rồi. Gặp chuyện gì? À, à, cái gì ta? Bọn họ bị đuổi rồi. Họ không còn chỗ nào để đi. Anh nói sao? Ủa, Trung Quang vẫn chưa về sao? Ừ, sao chị lại tới đây tìm Trung Quang vậy? Con bé đi làm chung công ty với chị mà. À, tại vì có chút chuyện xảy ra. Là chuyện gì vậy? Chúng tôi phát hiện ra được tất cả mọi chuyện đều do cha Sơn Hy gây ra hết. Cái gì? Cha Sơn Hy sao? Cái người mà hôm trước đã lừa cô được thư ký của cha Sơn Hy thuê làm như vậy đó. Ờ, à, vậy, vậy, vậy nếu như cha Sơn Hy làm như vậy thì tức là... Tức là nhà của chúng ta và nhà hàng. Cô nói đúng rồi đó. Vậy cho nên Trung Quân mới tới phòng phó giám đốc để nói chuyện. Tôi không biết là cha Sơn Hy đã nói gì. Nhưng mà đột nhiên cô ấy lại bỏ đi đâu đó. Nói là xác minh vài việc. À, chị nghĩ là có khi nào cha Sơn Hy lại định làm gì nữa hay không vậy? Tôi không biết. Tôi có linh cảm xấu. Dung <laughs> Trung Quân đã tới đó chứng kiến hết buổi trị liệu của bọn họ rồi. Theo lời bác sĩ Kim thì lúc nghe xong cô ta có vẻ sốc lắm. Chuyện như vậy thì làm sao mà không sốc được chứ? Tôi cũng hiểu mà. Bây giờ nên giải quyết chuyện của nhà và nhà hàng sao đi. Giờ còn nghĩ ngợi gì nữa. Tận dụng cơ hội này để giải quyết cô ta luôn đi. <laughs> cô Jun Trung Quang. Tôi muốn nói chuyện với bà. Ra ngoài đi. Cô chung quên à, à, Ủa không có ai ở nhà hết Chắc là bọn họ ra ngoài tìm cách giải quyết rồi ôi, ôi, Trời ơi Để tôi gọi điện cho chung quên thử à, Nhanh lên đi Bật máy đi chứ Sao không nghe vậy hả à. Sao vậy Sao không nghe đi Súp chi qua anh gọi cho tôi Cậu ta gọi mà cô không nghe máy luôn sao? <laughs> vậy là cô đã xác nhận được là tôi nói đúng rồi. Đúng. Trước giờ phó chủ tịch luôn nói đúng. Tôi đã bị lừa rồi. Cô quay lại đây không phải chỉ để nói vậy. Cô muốn nói gì với tôi sao? Tôi muốn thỏa thuận với phó chủ tịch. Thỏa thuận? Trước đây bà muốn tìm cách giải quyết tôi. Vì tôi đã hiểu làm bà mà tin tưởng xúc chi quan nhưng giờ tôi đã biết sự thật rồi không có lý do gì mà bà phải lo ngại về tôi nữa vậy là cô không muốn tôi đuổi cô ra khỏi công ty sao dù tôi không còn là kẻ thù của bà tôi cũng nhất định phải ở lại công ty này tôi nhất định phải trả thù cha cơn chu cho bằng được <laughs> chuyện đó là chuyện riêng của cô bà cũng không muốn cha cơn chu ở đây mà vậy cô có muốn trở thành kỵ binh của tôi không có. Tôi đây. Tùy ý phó chủ tịch sử dụng. À... Trung Quang không bắt máy sao? Dạ. Chắc chắn là có chuyện rồi. Hay là cô gọi cho xúc chi quan thử đi cũng có thể là chung Quan đi chung với cậu ấy à, cũng có thể lắm chi à, quan à, 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 nghe nói mọi người bị kẹt hả đã, đã báo cảnh sát chưa không cần phải làm như vậy đâu tôi đã nhận lại được tiền rồi nhận lại tiền rồi à. sao bằng cách nào vậy <laughs> tôi vẫn còn tiếng tâm trong lĩnh vực này mà ôi trời ơi không hổ danh là chị nha <laughs> tốt quá rồi nhưng mà Trung Quân đâu rồi? À, tôi mới định gọi anh để hỏi anh coi anh có biết Trung Quân ở đâu không? Tôi còn tưởng là con bé qua gặp anh nữa chứ. Cô ấy nói là đi gặp tôi thiệt hả? Trung Quân nói là Trung Quân phải đi xác minh lại vài việc nhưng mà chúng tôi không liên lạc được với cô ấy. Không biết là Trung Quân có gặp phải chuyện gì hay không nữa. Ừ, coi có phải Trung quan gọi không? Ờ, à, là chủ tòa nhà lại đuổi chúng tôi đi rồi. <laughs> à, ông chủ à! nếu như ông còn ép chúng tôi đi như vậy à... sao ông không nâng cấp căn hộ nữa hả dạ à, tôi tôi hiểu rồi như vậy là không sửa chữa gì nữa sao dạ vậy là mình có thể tiếp tục buôn bán ở đây nữa rồi ủa vậy là sao ta đúng rồi đó không lẽ cha sân hy đang cố gắng đuổi chúng ta đi hay sao phó chủ tịch cha sư nghi Tôi đã giải quyết xong chuyện nhà cửa cho cô Dung Trung Quân rồi Làm tốt lắm, ra ngoài đi Dạ Xin cảm ơn Phó Chủ tịch <laughs> Cô đã đồng ý làm kỵ binh của tôi Thì tôi phải giúp cô chứ Dung Trung Quân vẫn chưa về sao Dạ, tôi đã gọi rồi Nhưng mà không thấy bắt máy <laughs> giờ cô ta đang dẫn dắt TF, mà cứ thích tự hành động như vậy. Vậy trưởng phòng dẫn đấy yên như vậy sao? Tất nhiên là không rồi. Xin lỗi tôi tới trễ. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tại tôi có việc bận. Cô lãnh đạo đội rồi thì muốn làm gì thì làm hả? Cô không được phép tới trễ chỉ vì lý do cá nhân đâu. Cô bận chuyện cá nhân gì chứ? Xin lỗi vì đã không báo cho cô. Nhưng không phải là việc riêng. Nếu như không phải là vậy, thì lý do gì mà cô tới trễ? Cô Jun Trung Quan đã tới phòng nói chuyện với tôi rồi. Phó chủ tịch, chị có chuyện gì nói với Jun Trung Quan chứ? Không lẽ có chuyện gì tôi phải báo cáo cho cô biết hay sao? Ờ à, không, ý của tôi không phải là như vậy. Dù gì thì Jun Trung Quan cũng là nhân viên của tôi mà. Nên tôi rất muốn biết Phó Chủ tịch có vấn đề gì với cô ấy. Cô nói vậy là sao? Jun Chung Won không phải là nhân viên của cô mà là quản lý của đội thi ép. Ừ, phó Chủ tịch. Nghe tôi nói đây. Cô Jun Chung Won đây. Tuy cô ấy được tới đây không phải vì được chúng ta tuyển chọn vào. Nhưng dù gì cô ấy đã thắng cuộc thi. Chính vì vậy cô ấy phải thành quản lý đội. Phó Chủ tịch ạ. À. Jun Chung Won chỉ là nhân viên tạm thời thôi mà. Là nhân viên tạm thời nhưng mà vẫn là quản lý đội trưởng phòng cha thấy đúng không? Ờ, thì không sai nhưng mà... Dù là trong phòng này cô có chức vụ cao hơn Nhưng trong đội TF thì hai người đều có quyền ngang như nhau Tôi muốn cô tuân thủ điều đó <laughs> Vậy thôi, làm việc tiếp đi Cố lên Dạ, phó chủ tịch Cô Dương Trung Quân, vô phòng tôi đi sao đây? Trước giờ cô đâu có thân thiết với cha Sơn Hy chứ. Cô đang âm mưu chuyện gì đây? Phó chủ tịch không chọn ra người chiến thắng cuộc thi, cũng không biến tôi thành quản lý. Sao cô lại nghĩ là tôi âm mưu chuyện gì? Sao? Dù gì thì bà ta cũng chỉ nói sự thật thôi. Nè, Dung Trung Quân! Đừng có ăn nói như vậy nữa. Không nghe phó chủ tịch nói gì hả? Lúc làm việc thì tôi với cô cùng cấp bực với nhau. <laughs> cùng cấp? Cô nghĩ là cô bằng tôi sao? À, À, đúng rồi chúng ta cũng không ngang bằng nhau lắm bởi vì cô làm sao có cửa bằng tôi được mới nói gì hả nói xong rồi thì tôi đi ra ngoài đi tôi còn có việc phải làm nữa ừ? <laughs> cô thật sự mất trí rồi hả <laughs> um mấy đầu ngón tay tôi bị đơ hết trơn rồi nè không thể đăng bình luận ác ý được nữa giờ không còn cách để giải tỏa căng thẳng ồ bây giờ mà thiên sứ của tôi xuất hiện ngay trước mặt tôi thì hay biết mấy đúng không nè nè thừa cái bên sao cậu nghe tôi nói nãy giờ không phản ứng chút nào hết vậy cậu hết kính trọng tôi rồi hả không phải vậy đâu à tôi chỉ đang bằng suy nghĩ một số chuyện thôi Cậu suy nghĩ chuyện gì? À chuyện đó... Không có gì đâu. Nè, vậy lần sau hả? Hả? Cứ nói ra đi, để có hai chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết. Dạ không có gì đâu ạ. À. Tôi... tôi đi vệ sinh. Dạ. Ừ, cậu làm cho tôi tò mò xong rồi nở lòng bỏ đi như vậy đó hả? À, không biết là bây giờ thiên sứ thân yêu của mình đang làm gì vậy ta? mới tìm ra việc sao à, công việc gì vậy à, nhân viên lao công hả à, không à, ý của tôi là bà bà nghĩ tôi làm công việc đó được sao à, bà cũng biết rồi đó tôi ốm yếu vậy sao làm việc nặng được đây à, tôi nói thiệt chứ bộ à, tôi xin lỗi nhưng mà bà giúp tôi tìm công việc khác nữa nha À... con đi học về trai à, giọng giọng của dê chun đây mà chú ơi chú ô dê chun hả con <laughs> con có khỏe không không để coi chú nhìn cái coi chú ngắm Chà, này. nhìn con đàn ông hơn so với lần trước rồi đó thiệt hả chú thật <laughs> mà con vui lắm <laughs> nhưng mà về với bác ban đau rồi ờ à. Họ về nhà lao dọn nhà cửa rồi. Họ đem đồ về đó. Ủa, không cần phải chuyển nhà nữa hả? Ừ, không đi nữa. Ủa? Gia đình Mình... con không phải đi nữa rồi. Sao vậy? Ừ, chuyện phức tạp nên khó giải thích lắm. Lắm. Mà sao vậy? Bộ con không thích nhà con hả? Dạ không, con thích chứ. Giờ không phải chuyển đi, về trường thấy vui lắm. <laughs> vậy thì uh, trong lúc gì con với lại bác bên đang bận dọn dẹp nhà cửa, con có muốn qua nhà chú chơi một chút không? Dì của con đó đã kêu chú chăm sóc cho con. Dạ được, con muốn qua nhà trước trai Được rồi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Cậu đang đi làm đi cái thôi. gì vậy chứ? Cậu đưa cháu của tôi đi đâu hả? Về chùa nè, là đây con. Ừ. Không chịu đâu, con muốn qua nhà trước trai thôi. Ừ. Ừ. Sao? C cậu tính theo cậu ta đi đâu vậy chứ? À, không được, bà không cho đi. Ha? Ừ. Bác ơ, à, vì thằng bé kêu tôi chăm sóc cho thằng bé cho nên tôi đưa đi bác không cần phải lo lắng đâu. cậu đừng có xen vô dì chua nè à, lại đây với bà nha lại đây đi con không thích con muốn qua nhà chơi chơi thôi con không thích bà đâu cái gì à... À ba ơi ôi con trai của ba <laughs> không thể nào đâu dê chu là con của văn hôn mà là con con của văn hôn mà <laughs> ờ à, là tôi đây à, bà ơi à, cái, cái cái vụ làm lao công đó đó tôi nhận làm mà à, tôi sẽ quét dọn trong tòa nhà tôi sẵn sàng làm hết mọi thứ ờ à, vậy nha mình mà muốn giữ được dây chun thì nhất định phải có tiền mình sẽ làm tất cả mọi thứ không cần biết như thế nào mình cũng sẽ không không để ai cướp mất về chuông. Dì chú à, uống nước ép nè con Dì <laughs> chú cũng thích chơi xe hả? Ừ. Để lần sau, chú mua cho vài chiếc xe đồ chơi mới toanh cho con nha ừ. Con chỉ thích cái này thôi, không cần cái máy đâu Như jun thích cái này sao? Dạ, dễ thương lắm. Đây, dạy chú cho con nữa. Cầm lấy. Thiệt hả chú? Ừ, đây là đồ chơi của chú hồi còn nhỏ đó. Bây giờ chú cho con. Tuyệt vời, con thích nó lắm. Cảm ơn chú. <laughs> Giỏi. Thôi, uống nước đi con. trời ơi em em bị làm sao vậy sao không gọi cho em được trời ơi chị lo lắng cho em lắm đó à tại vì em bận chút việc dê chuông đâu rồi ờ à, thằng bé tới chỗ của xúc chi quan rồi hả sao dê chuông lại ở chỗ của anh ta chứ à, tại vì khắp tòa nhà bụi bặm cho nên chị phải đưa thằng bé qua đó mà sao em lại giận dữ như vậy Bộ có chuyện gì hay sao Sao chị lại cứ giao con em cho đủ loại người hết vậy Đưa thằng bé về nhà đi Chị đi liền đi Trung quân à Làm ơn Chị mau tới đó rước dây chuông về nhà đi mà chị à, Thôi được rồi à, Để chị đi liền à, Vậy được chưa Cô làm sao vậy chứ Rốt cuộc là hôm nay cô bị cái gì vậy Cô hành động kỳ lạ từ sau khi gặp cha Sơn Hy. Có chuyện gì vậy? Cô không nói cho chúng tôi, thì làm sao chúng tôi biết được đây? Chị ơi! Người gây ra tai nạn là xúc chi quan thật sao? Dạ, anh ta tự nói ra điều đó. Xúc chi quan mà tôi quen biết không bao giờ làm như vậy. Em cũng từng nghĩ là vậy, nhưng mà em nghe được chính miệng anh ta nói ra mà tôi nghĩ là có hiểu lầm gì ở đây rồi mà có chuyện này nè tôi không nói ra vì cậu ấy kêu tôi giữ bí mật nhưng mà xúc chi quan là người đã lấy lại nơi này cho chúng ta đó hả điều đó là thật hả chị cậu ấy nói là cô không muốn nhận sự giúp đỡ của cậu ấy cho nên mới không cho nói ra chị ơi chị nói chung thì một người quan tâm tới cô như vậy thì cô thật sự nghĩ là cậu ấy sẽ gạt cô hay sao Tôi nghĩ là tôi đã tưởng tượng ra chuyện có người ở đó. Có lẽ là do tôi bị ám ảnh quá. Li Dân Hun bị mất mạng là tại tôi. Tôi chỉ dựng chuyện lên với những người thân của anh ta mà thôi. Có thể là vì anh ta cảm thấy tội lỗi, chỉ là vì lý do đó sao? Mà với lại, nếu như cậu ấy nói dối, và là thủ phạm thật sự thì cậu ấy nhắc tới chuyện của con gái cha ốc sim để làm cái gì? Cô thấy tôi nói đúng không? Cô nói đi. Thay vì nghi ngờ xúc chi quan, cô hãy tập trung vào việc tìm ra sự thật đi. Không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ tìm ra sự thật thôi. Chỉ cần cố gắng thì chúng ta nhất định sẽ tìm ra sự thật. Trùng quanh với cha Sun Sao bọn họ lại? Sao có thể như vậy được chứ? Tuy là bây giờ con không biết tại sao mà họ lại thành đồng minh Giờ Dun Trung Quân được cha Sơn Hy chống lưng rồi ba à oh, Sao mà chuyện này có thể xảy ra được chứ Dun Trung Quân dựa vào cha Sơn Hy Để âm thầm thao túng cả hai cha con chúng ta cùng một lúc đó Thôi thôi đúng là khó tin Hy hữu quá mà Chúng ta phải làm sao đây Bà có hiểu được cảm giác của con bây giờ hay không Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám đùa giỡn với con như vậy chứ? Trời ơi, nếu không phải vì con chia tay với Eric thì giờ cô ta đã không dám đùa cợt với con rồi. Sao bà lại dắt chuyện đó nữa rồi? À, không, đâu có. Ba chỉ nói vậy thôi mà. Không thể để yên chuyện này được. Con phải tìm ra điểm yếu của cha Sơn Hy. Mình phải chứng minh được là, là chị gì? ta đã khai mang. Chỉ cần làm được như vậy là phản công được rồi. À, à, con nói đúng ha. À, nhưng mà bây giờ phải làm sao đây? Hình như hôm nay là chị ta đi họp, nên sẽ về trễ có đúng hay không ba? Ờ, hình như vậy, mà hỏi gì vậy? À. Làm gì vậy? Giật kéo mình hả? À? Sao chị lại lục ngăn kéo của mẹ con chứ? À, nói gì vậy lục hồi nào chứ? Vậy thì sao ngăn kéo lại bị mở ra? À, à, tôi vào đây để mượn cái này thôi. Sao? Tính mét với mẹ cậu hả? Gì à? Sao? Gì đây? Đừng có hở một chút là đem mẹ con ra nói nha. Gì chứ? Con chỉ lo cho gì thôi mà. Con không cần biết là gì có chịu từ bỏ hay là không nhưng mà mẹ con không phải kiểu người dễ bỏ qua như vậy đâu nha gì con không muốn thấy gì lại làm tổn thương người khác nữa cậu đang nói cái gì vậy đừng có nói chuyện diễn dông nữa thành viên trong cái gia đình này bị sao vậy không biết. Riết rồi nhà này giống như khu rừng quan giả vậy. vậy chưa có thích không ta? Nhớ chị chu cha quá.

Cô ta tin tưởng em rồi hả? Cô ta chỉ còn cách tin tưởng vào em thôi chứ sao? À, suy nghĩ kỹ cũng không mất mát gì đâu em. Em nên suy nghĩ thêm đi. Cũng giống như anh thôi. Anh đã giữ Súc Chi Quan bên cạnh rồi. Sao không giữ cả Dung Trung Quan? Thì Súc Chi Quan với Dung Trung Quan là hai người khác nhau mà. Không phải là Súc Chi Quan nguy hiểm hơn Dung Trung Quan hay sao? Nhưng anh lại công nhận cô ta là người rất hữu dụng. Dung Trung Quan cũng hữu dụng lắm. Rồi cô ta sẽ trở nên hữu dụng thôi. Cô Dương Trung Quân! về chuyện Jun chung quên Lúc nãy cô ấy làm sao vậy? Thì sao cô ấy vậy? không muốn người trong công ty biết chúng ta là một phe nên tỏ ra như vậy thôi Nhưng cũng đâu cần thiết phải lạnh lùng với giám đốc ta vậy chứ Dạ chị hả? Thấy chưa? kỳ lạ lắm, đúng không? Ờ, hồi nãy, Jun, 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 hay lần này là có chuyện gì nữa đây? Trung Quân à, nói chuyện một chút đi. Hôm nay cô sao vậy? Ý anh là sao Tại sao lại né tránh tôi Tôi không làm vậy Nói đi Tránh ra đi Nói tôi biết có chuyện gì mà cô hành xử lạ tới như vậy Anh còn hỏi nữa hả Đạo đức giả Cô Trung Quân Tôi nghe hết rồi Tôi đã nghe thấy cuộc điều trị của anh Anh dựng lên chuyện nhân chứng là gì Anh thấy tội lỗi vì vụ tai nạn đó Trung Quân à Chuyện đó Sao mà anh lo lắng quá vậy Anh muốn lừa tôi lần nữa sao Không phải là như vậy Hiểu lầm thôi mà để tôi giải thích Tôi không muốn nghe nữa <laughs> Cô đã hiểu lầm tôi rồi Hiểu lầm Tôi đã nghe chính miệng anh nói Mà bây giờ anh còn dám nói là Hiểu lầm hay sao Trung quân à Tôi đã tin tưởng anh Tôi tưởng là anh sẽ nói hết sự thật cho tôi biết Nhưng sao anh có thể nói dối tôi trắng trợn như vậy được chứ Tôi không có gạt cô Tôi chỉ là Anh lại muốn chối nữa hả Nếu anh còn đạo đức thì sao Sao anh không thừa nhận là nó sai đi Tôi thật sự không thể nghe thêm nữa ha Xu xua à, đừng xen vào Tôi không cam tâm, tâm nhìn anh chịu đựng như vậy Mà nói trắng ra thì anh mới là nạn nhân Bị dướng vô cái chuyện của Jun chung quên mà Thôi đủ rồi đó Anh im đi giám đốc Anh còn không thể đi chôn mẹ mình quên rồi hả Sau đó anh thấy tội nghiệp mà tìm chỗ cho họ ở nữa đi Bác Mương Xu, đủ rồi mà. Trung <laughs> Quân à, ý của Mông Su là <laughs> lấy lại đi, tôi cũng tính trả lại cho anh. Cô Trung Quốc, có làm vậy cũng không được gì đâu. Dù có làm gì đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ không thể xóa sạch tội lỗi của mình được đâu. Hơi. <laughs> Cô ta thật sự nghĩ rằng Xuất Chi Quan chính là thủ phạm gây ra tai nạn giết chết chồng cô ta. Phó Chủ tịch có thể yên tâm được rồi. Ôi, thiệt tình à. Sao lại đối xử với anh như vậy chứ? Hả? Sao cô ta có thể hiểu lầm anh như vậy được chứ? Trung Quân không hiểu lầm tôi đâu. À, trời, anh nói gì vậy? Thôi đi. Tôi đứng đó nghe thấy hết trơn rồi mà. <laughs> anh không để tôi nói.

나더 이상 석주한씨 오해하지 않아요. 믿어요 석주한씨.